vị vừa nghe một nhạc phẩm guitar rất là nổi tiếng tên là Classical Gas by Mason Williams, famous in 1965, around that time. Tiếp theo đây là một nhạc phẩm rất là nổi tiếng mà Đạt chỉ lấy cái giai điệu thôi, nhưng mà Đạt viết lời lại để tỏ cái tâm tư của mình đối với đường đi tâm linh của chính mình. Đó là nhạc phẩm được đặt lại cái tựa đề mới là Trở Về Chốn An Vui. Thank you.
dài một tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ giờ xuân sang soi đã mỉm cười, giờ tâm con đã hết đã biết yêu người. Tiếng chuông chùa trầm trầm thiêng liêng xin dập đầu con nguyện cầu thế giới bình yên. Tiếng chuông chùa trầm trầm thiêng liêng xin dập đầu con nguyện cầu, con nguyện cầu cho thế giới.